chuyện thật hay mà chị biết. Than ôi, có thể đây là lần cuối cùng em có được niềm vui sướng đó. Thôi vậy hả? Đồng chí tôi có vui lòng cho phép thần thiếp được thỏa mãn yêu cầu của em thiếp chăng? Ta sẵn lòng. Ở một vùng đất phồn vinh thịnh vượng, có một vị vua già anh minh và thành tín. Ngài chỉ có độc nhất một vị hoàng tử của người hoàng hậu mà ngài yêu thương nhất. Hoàng tử là người kế thừa đầy đủ tố chất cho vua vị sultan cao quý, nhưng vẫn có một điều khiến cho đức vua không hài lòng và không yên tâm giao lại vùng đất chỉ vì cho chàng. Chàng ngoài nghi phụ nữ và không có ý định tiến tới hôn nhân. Ta có hiểu tại sao chàng ta lại căm ghét phụ nữ và tình yêu đến vậy. Phụ nữ, tôi bệ hạ, không phải người phụ nữ nào cũng lừa lọc, xảo quyệt và không đoan chính. Ít nhất là người hãy nghe thiết kể thi tình sử đầy đẹp đẽ này đã. Con trai, đây là hình ảnh của những người phụ nữ xinh đẹp và đức hạnh nhất những vương triều lân cận. Con hãy chọn lấy một người mà con ưng ý nhất để làm vợ, để cùng con cai trị vương quốc này. Những hạng công chúa này không chỉ giúp con kết mối thân tình với các nước lân bang mà còn giúp con kéo dài huyết thống thừa kế. Con sao vậy hả con yêu? Chẳng nhẽ con muốn mình là người cuối cùng chỉ vì đất nước này trong vinh quang và hiển hách ư? Có thể gì khi con có thể cai trị đất nước này trong an ninh hả mẹ? Những hạng công chúa kia liệu có thật sự đức hạnh hay chỉ xinh đẹp mà thôi? Có khi cái này là nguyên nhân làm cho vương triều này sụp đổ ngày càng nhanh chóng hơn. Thật là hỗn sự. Ta đã cho ngươi tất cả cùng với sự cung phụng của cư dân vương quốc này. Phụ nữ đã sinh ra ngươi, cho ngươi sinh mệnh và nuôi ngươi lớn lớn lên để ngươi thốt ra những lời xúc phạm nặng nề như vậy ư? Nếu ngươi đã không thể hoàn thành nhiệm vụ của một hoàng tử, vậy thì đừng làm hoàng tử nữa. Ngươi đâu, mang nó lên đỉnh tháp thần để nó suy nghĩ về lỗi lầm của nó đi. Con không hề có ý xúc phạm thưa cha. Một vùng đất xa xôi và rộng lớn, đức vua nơi đây có một người con gái vô cùng xinh đẹp. Nhiều hoàng tử của các nước láng giềng đều tìm tới để xin phối hôn, nhưng đều bị nàng từ chối và thất vọng trước đôi mắt sáng như viền sao nhưng tràn đầy lạnh lẽo của nàng. Đức vua đã nhiều lần than phiền về điều đó, nhưng nàng thậm chí không nghe theo, mà còn nhiều lần tỏ ra bất kính với vua cha của mình. Điều này khiến cho đức vua rất tức giận, phải sai người nhốt nàng lại trong cung điện bằng vàng vốn là đặc biệt xây dựng cho nàng. Và từ đó không ai nhìn thấy nàng nữa, ngoại trừ bà vú nuôi vốn nuôi dạy nàng từ thơ bé. Trùng hợp, khi ở đây cũng có một trường hợp tương tự. Đó là một chàng hoàng tử rất xinh đẹp và tài năng. Chắc chắn chàng sẽ kế thừa vùng đất vinh quang và thịnh vượng này. Nhưng chàng lại không đồng ý tiến tới hôn nhân vì chàng không thể tin vào phụ nữ. Vậy nàng nghĩ sao nếu ta có thể tách đôi cho đôi trẻ? Thực, ta tin rằng họ sẽ phải lòng nhau thôi. Vậy tại sao nhà ngươi không mang nàng ấy đến đây nằm cạnh chàng hoàng tử của ta để họ có thể được gặp nhau nhỉ? Ta cầu chúc cho họ có thể phải lòng nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên. Được thôi, nếu như nàng muốn thế, và ta tin rằng họ sẽ phải lòng nhau thôi. Tình yêu bằng cái nhìn đầu tiên không phải là yêu bằng mắt hay sao? Đây.
biết bao, làm ta cảm thấy nàng ta không phải là loại phụ nữ xảo trá quỷ quyệt. Thank you.
đó chính là câu trả lời mà ta đang tìm kiếm cho cô em gái đang đau khổ của ta. Hãy mau đưa ta về kiến đức vua. Này chàng trai thông thái kia, có thật là chàng có thể chữa được bệnh cho con trai ta, đứa con trai mà ta hằng lo lắng nhưng vẫn luôn yêu thương hay không? Nếu chàng có thể chữa được bệnh cho con trai ta, ta sẽ chấp nhận mọi yêu cầu của chàng. Thành không có ý định giành lấy một phần thưởng nào đâu, vua đáng kính. Thành chỉ có một thỉnh cầu to gan, rằng nếu như suy đoán của thành là đúng, thì xin người hãy chấp nhận cho tình yêu của hoàng tử. Ta chấp nhận. Hoàng tử đáng kính, chiếc nhẫn trên tay ngài, ta đã nhận ra nó ngay từ lúc bước chân vào cung điện này. Đó chính là chiếc nhẫn của công chúa Bát Đu thân yêu của chúng ta. Chiếc nhẫn do chính mẹ nàng để lại cho nàng. Ngươi nói thật sao? Nhưng làm sao ta có thể gặp được nàng khi nàng ở xa ta đến thế? Thần cũng không biết thưa ngài. Có lẽ một thế lực tuyệt diệu nào đó, một thử thách mà chúa trời đã sắp đặt cho đôi lứa yêu nhau. Hoàng tử, chàng có biết rằng em gái của ta đã nhớ thương chàng đến người nào không? Vì nàng công chúa ấy là một người con gái như thế nào? Phải biết, ta không có ý xúc phạm. Đây chỉ là một nỗi bận tâm chính đáng của một người cha mà thôi. Ta muốn con trai ta được chung sống và cai trị vương quốc này với một người phụ nữ đức hạnh. Thần xin hứa với ngài, công chúa thực sự là một nàng công chúa đầy đủ mọi đức hạnh. Và nàng là một người dũng cảm nhất trên đời, không thua kém một đấng nam nhi nào. Vua cha kính yêu, con mong cha có thể để cho con đi theo người bạn đáng quý này, để con tìm được nàng công chúa mà con mong có thể sánh duyên cùng nàng. Con trai của ta, ta không muốn xa con đâu con trai. Nhưng con hãy cùng chàng trai trung thực giỏi giang này đi đến vùng đất mới để tìm ra người vợ mà con thật mong muốn. Con sẽ về sớm đây thôi, thưa cha thân yêu. Nếu chàng thật là chàng ta mà con gái ta tìm kiếm, chàng lấy gì để chứng minh đây? Đây là bài thơ con đã dành tặng cho nàng. Nàng hãy nhìn xem, đây có phải là chiếc nhẫn đã từng nằm trên ngón tay yêu kiều của nàng? Đúng là chàng rồi, người yêu dấu của em. Chàng trai trẻ, làm sao ta thấy tin chàng sẽ đối tốt với con gái ta cả đời đây? Thề với đấng Hala tối cao, con sẽ nguyện yêu thương và chung thủy với nàng suốt đời. Nhớ lấy, hạnh phúc của con quan trọng hơn tất cả, thậm chí sánh ngang với thương chiều này của ta. Con yêu ơi, ta phải làm sao khi con không còn ở bên ta nữa? Tên hát hồn kia, ta đã nhiệt tình nhìn thấy ngươi lén lút ngắm nhìn công chúa. Nói cho ta nghe, lẽ nào ngươi không có chút gan tị nào khi thấy hoàng tử có được viên ngọc quý dễ dàng vậy sao? Ta biết bà không nỡ gả nàng đi xa, nhưng bà phải nhớ lấy, con trẻ cũng có cuộc đời của con trẻ. Ta không phản đối, chỉ là ta cảm thấy hoàng tử có được viên ngọc quý thật sự quá dễ dàng. Ta đã gửi thư đến cho tất cả các chàng hoàng tử từng đến cầu hôn, và họ đang chia nhau ra đến cả hai vương quốc nhằm cướp công chúa về. Rốt cuộc muốn làm gì?
để công chúa mãi mãi là cô gái bé bỏng của ta. Đức vua sẽ không có cách nào gả nàng sao cho đẹp lòng tất cả các vị hoàng tử. Người chỉ có thể giữ nàng lại, và viên ngọc quý giá sẽ không phải thuộc về ai cả. Mẹ yêu, sao mẹ có thể làm chuyện này cơ chứ? Chuyện đặt đến cơ sự này, ta không còn cách nào khác ngoài việc ngăn đoàn người đến Bát Đa. Hoàng tử, người hãy đuổi theo hoàng tử để gọi chàng về để hòa giải và chứng minh rằng chàng là người chồng xứng đáng nhất. Và hãy đưa công chúa đến đạo bộ môn để không hoàng tử nào bắt được nàng. Không, con trai của ta, con tuyệt đối không được làm như vậy. Nhưng còn Bát Tương thì sao? Làm sao nàng có thể khởi hành tới vua quốc bổ vui mà không có nam chủ nhân đi kèm? Vậy thiếp sẽ thay chàng làm nam chủ nhân để có thể tiếp tục cuộc hành trình. Nhưng nàng nghĩ thật chắc chắn rằng sẽ phải quay về để bảo vệ quê hương của thiếp. Hãy biến chiến tranh thành tô lụa, thù hằn thành hữu nghị, và hãy cho họ thấy Bát Tương đã lấy một chàng trai xứng với nàng. Ta thực sự không yên lòng. Là một công chúa, không thể để hôn nhân và tình yêu của mình là gánh nặng của quốc gia. Các anh trai của thiếp còn đang chu du học hỏi, họ sẽ không thể nào quay về kịp. Chàng nhất định phải quay về để bảo vệ vương triều và quê hương của thiếp, và mang theo cả Mazava. Anh ấy hiểu rõ tính khí của những kẻ đang đến, và cả chiếc vương miện này chàng hãy đem lại cho ta khi mọi chuyện đúng với ý nguyện. Vì ta chẳng có tư cách nào là một công chúa nếu đem đến tay vương cho vương quốc của mình. Bát Tương, chàng mọi chuyện sau đó thật lạ thường thưa bệ hạ. Hai chàng trai trẻ của chúng ta về đối mặt với những chàng trai đang hết sức tức giận vì họ đã cướp đi viên ngọc quý giá nhất vùng vịnh rộng lớn Farida. Họ gọi nàng như thế nghĩa là viên ngọc duy nhất của thế gian. Vậy chàng ta có giải quyết mọi chuyện ổn thỏa không hả chị? Thật may mắn là có. Cả một vùng vịnh đã lập rộng lớn đang trước thời kỳ say sương trước kiến thức đã phải bái phục trước tài năng và hiểu biết của hoàng tử Kamarazaman. Với tôn chỉ, một giọt mực của học giả còn quý hơn một giọt máu của kẻ tử vì đạo. Họ đã đưa mong ước biến chiến tranh và tơ lụa của công chúa thành sự thật. Thật lòng biết ơn ngài vì đã cho chúng tôi tá túc trước khi trở về quê nhà.
cậu thật là một vị hoàng tử tuyệt vời, chàng trai trung thực của ta. Tôi tự hỏi rằng, phải chăng Thánh Hê-la tối cao để kém thương cho đất nước về luôn con người tới vị này mà để cử chàng đến đây thay ta cai trị đất nước này. Này con gái xinh đẹp tuyệt mỹ của ta, con có chấp nhận mối duyên tốt đẹp này không? Con không hề phản ứng cuộc hôn nhân này, thưa cha kính yêu. Trái tim con đã đi theo một chàng trai, chàng đi qua vùng đất này và mãi không trở lại. Và nếu hoàng tử có thể giúp chúng ta kéo dài vương triều này, thì con rất sẵn lòng thương người. Là phải làm sao đây? Phải làm sao đây? Ở hoàng tử muốn ta, chàng ấy ở thế nào mình có chứ? Thật xấu hổ khi một cái công chúa, vợ của hoàng tử lại làm ra những chuyện như thế này. Ta thật khó xử nhưng không thể nào nói hết tất cả với đức vua được. Sẽ cho hai người có cơ hội
gặp nhau. Sẽ cách duyên cùng ta chứ. Em vẫn luôn sẵn lòng chào thân yêu.